Hello, hello, Tuyền xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh của Kim Tuyền Hàng Nhật Bản nha. Đây hôm nay Tuyền lên đích hàng bên chú ha. Thì bên chú xem cái video mà cái số nào mình ưng bụng thì cứ nhắn cho Tuyền hoặc gọi trực tiếp cho Tuyền ha. Đây, búa kiều hôm nay hàng thanh lý cũng lên cũng nhiều gỗ nè, mấy anh chú theo dõi. Đó. Rồi cái hàng mới ha, hàng mới cũng có về ít. Thùng đạn thì bên em vẫn còn nè ha. Đó, thùng đạn nè. Thùng đại liên ha. Thùng này đựng đồ nghề nè. Thùng này thùng ta gọi là thùng 7 lít nha. 7 lít thì thùng này này giá của nó là 300.000. Đó. Cái lô thùng này thì cho mấy anh chú tranh thủ chốt thì nó sẽ có hàng đẹp. Giống như hàng đẹp là hàng nhớ bị không có bị sét gì á. Cái này nó cứng nè, cái này nó cứng nhẹ quá nè, cái này nè. Cứng vô nè. Đó, thùng này là 300.000 lít ha. Ủa 300.000 cái. Đây là hàng, trên đây là tiền là hàng đẹp không nè. Đó. Rồi thùng lớn nhất thùng 37 nè, thùng này là giá của nó 1,2 triệu nè. Em có thùng 11 lít nữa mà lọt này nằm túi dưới rồi, đang chắc dưới đây. 11 lít giá của nó là 800. Đó. Rồi bên đây cũng có lên ít hàng cưa thanh lý nè mình chú ha. Rồi bánh xe thì cũng còn ít bộ. Rồi bắt đầu mình số 1 bánh chú. Số 1 này cảo ba chấu. Cảo này cảo số 4, hàng Đài Loan mấy chú nha. Cái này mấy hàng này nó còn sót thôi. Nè, Made in Taiwan nè ha. Made in Taiwan nè. Đó. Cảo bạc đạn nè. Ba chấu ha. Cái này chưa sử dụng mấy chú nha, chưa sử dụng. Hàng bãi thì nó bị vậy chứ hàng này là chưa sử dụng. Số 1 nè. 150.000 ha. Rồi số 2. Cái này tiền sọn á, tiền sọn nó gớt ra nó còn nè, nó còn vô đây là tiền để lên nó bán hết luôn mâm này thôi ha. Hết trơn rồi. Cái bữa hôm qua lên còn tính còn màu mã nhưng mà nó còn sót nó gớt ra á mà chứ. Cái này nó cũng không có. Nè. Cái này thì nó lộn xộn số ha, này nó còn nhiêu tiền gom lên thì bán luôn. Là cái này mà cái này số 4 nè. Cái này 4 ly nè. 4 ly trong này nó 10 cây nè. Rồi nó có 1.5 ly nữa mấy anh chú. 1.5 rồi 2 ly nữa. Nè cái này 1.5 ly nè, cái này 2 ly nè. Cái này là nó lộn xộn rồi, nó gớt ra lộn xộn rồi. À, 2 chấm nha. Có cây 2.5 nữa. Đây nè, bịch này 2.5 nè. Đó. Cái này 1.5 nè. Đó. Rồi cái này nó gớt ra bịch rồi nè. Này nguyên bịch nó gớt ra nè, hai trong đây có hai bịch nè. Đó, bây giờ hết luôn ha. Rồi. Hết cái đống này luôn là 130.000 là hết mũi khoan. Nói hết hoài nhưng mà biết đâu sọn tới đâu nó gớt ra, nó mấy hàng này nó gớt ra gom lại, mấy này là hình như bữa nay là chắc nó hết thiệt rồi đó. Nó gớt ra hết nhiêu đây còn lộn xộn nhiêu đây à. Rồi số 2 ha, 130.000 nhiêu này. Số 3 cảo này bên đây cũng còn một cây luôn. Cảo này à. Số 3 này à, cảo ép dài 450 mấy chú nha. Dài 450 á. Đây 450 ha, bề ngang của nó là 80. Cái này hàng China xuất Nhật nha mấy chú. Này là mấy chú ha, chữ Nhật không ha. Nè, Made in China nè. Cái này nó công nghệ tiêu chuẩn của Nhật hết, nhưng mà sản xuất, nhà máy sản xuất là tại China đó. Tại Trung Quốc, nhà máy sản xuất tại Trung Quốc. Cây này, một cây này ha, số 3 250. Số 4 nè. Số 4 cặp cảo. Cảo này còn thì còn mấy cặp á. Cảo lục này nó còn gần mấy cặp. Này à, nó 100 dài 80. Dài 100 ngang 80. Đó, nó còn tặng kèm thêm mình kẹp nữa ha. Rồi cái này 250, số 4 250.000 một cặp này. Số 5 nè. Số 5 mũi khoan.
khoan Tago nè, khoan Tago này siêu lục giác nha. Cái này rất là tiện sử dụng mấy chú ha. Xài cho máy bắn vít. Cái này nó ban đầu bắn vít là 6 ly, cái này nó mũi từ mũi 10 nè, 8 là 6 5 4 3 ha. Rồi số 5 100.000. Số 6 nè, số 6 thì vít. Vít này vít BH2 thông dụng ha. BH2 thông dụng mà cái mũi vít này nó có đủ kích cỡ, tức là dài ngắn mấy anh chú, rất dễ sử dụng luôn. Đó, những cái vít mà nó nằm trong kẹt á, sâu trong máy á, thì mình có cái mã này. Số 6 nha, 80 nè. Số 7 nè. Số 7 mũi khoan tháp, cái mũi khoan khoan tháp số 7 trong hộp là hết rồi. Cái mũi này cái hiệu này nó rẻ hơn mấy anh chú nha. Nó rẻ hơn cái clip trước. Mình cắt ra mà sợ nó dơ á. Trong đây nè, mũi này nè cũng là trà xài chui lục giác luôn ha. Cái này nó từ 4 ly đến 12 ly. Cái này nó từ 4 tới 32. Cái này từ 4 tới 20 nè, đó. Thì một hộp nó ba mũi này ha. Đó, mấy cái hàng này là sản phụ Trung Quốc sản xuất hết mấy anh chú nha. Này số 7 100.000. Số 8 nè, số 8 cây này cây dao cắt kính ha, dao cắt kính. Đây. Cái dao kính này hàng xịn nè. Rồi số 8 nha, 60. 9, 10, 11 là mỗi lớp nha chú nha. Đó, mỗi lớp này, cái hàng này thì nó không có xịn lắp. Hàng này nó không, hàng loại 2 nó không ok. Nhưng mà giá của nó thì bên chú xài nó cũng được ha. Cái này xây 300 mà giá 90.000 nè. Còn cái này nó số 10 ha. Xây 250 á, 250 nè, 10 inch là giá nó 70. Cái này xây 200 nè, 200 giá của nó 50 ha. Đó, số 9. Số 9 50, số 10 70, số 11 90. Rồi số 12 nè. 12 đục. Mấy cái đục này là đục của Trung Quốc. Nè, hai cây đục này mũi rất là bén, mấy chúng mày sơ là bén nè. Cái này nó 6 ly, 10 ly nè. Cái này nó 15 ly ha, cái này nó 30 ly. Đó. Cái này 12, cái này cũng có mấy mã. Này 12 150.000. Rồi 13 nè. 13 cái xịt hơi của Kabushi mấy anh chú ha. Nói chung là thương hiệu Kabushi. Đây, cái này nó hãng Kabushi nó cũng có rất là nhiều loại. Kabushi này hàng chữ nhập chìm luôn nè mấy anh chú ha. Xịt này giá 80.000 ha. Số 13 80.000. Số 14 nè. 14 một cây tút IV. Cái này á, mấy cái này hãng Kabushi nó rất là ok mấy anh chú. Nhiều người xài phản hồi á, Kabushi ok. Cái này là gì trời? Tháo ốc hả? Em thấy nó dắt trong đây nè. Nó có nguyên cây gì nè. Nè. Kabushi ha. Dập chìm. Cái này công nghệ của Nhật hết mấy anh chú nha. Cái này tiêu chuẩn của Nhật hết, mà hàng của nó thì nhà máy sản xuất là tại Trung Quốc ha. Mấy cái hàng này là chưa xài. Nói chung là mấy cái hàng này hàng mới chưa xài luôn. Hãng Kabushi mấy anh chú. Nè. Made in China nha. Cái này là sản xuất ở nhà máy sản xuất ở Trung Quốc hết. Nhưng mà công nghệ tiêu chuẩn của nó là của Nhật hết ha. Cái này số 14 120.000. Số 15. 15, 16 nè, 15 dít lục giác ha, lục giác hoa thị. Ủa, cái này lục giác bi với lục giác bi. Đó, cái này cái thép á, nó ok mấy anh chú ha. Nó mấy cái hàng mới này mà mấy anh chú mua hàng loại 1 là mấy anh chú xài rất là ok. Giá thì nó cũng rẻ. Cái này 1.5 tới 10 nè. Rồi số 15, 70. Rồi số 16 nè, sườn 6 hoa thị nè ha. Đó, mấy chú ha, thấy cái thép của nó rất là đẹp luôn. Đó, rồi số 16 nha, 80. Số 17 kìm bấm chết. Đó, mấy anh chú nào mà xem qua rồi á, thì mình lướt qua hoặc là mình xả nha, xả nhanh. Thì mấy cái hàng này mặc định nó hàng mới, tiền quay quay cho mấy chú nào mà chưa xem chứ còn lướt qua thì mấy chú lại hỏi sao không quay chi tiết, sao biết đường mà mua. Cây kìm bấm chết nè. Đó, Kabushi ha, hàng này á tiền là hàng lấy hàng loại 1 hoặc loại chuẩn luôn nè. Hàng nó rất là đẹp luôn mấy anh chú. Thép nó nhìn nó rất là đẹp, chắc chắn lắm. Còn nó có loại rẻ hơn nữa, cho nên nhưng mà mình xài lấy hàng này đi nha. Rồi số 17 180.000. Rồi 18 nè. 18 là hai kéo bếp ha.
hai kéo bếp. Kéo này hàng của KF5 ha. Hàng này loại nền cắt cắt hành, cắt ngò nhà bếp, cắt giấy đồ này kêu ok, chứ còn cắt gà là không cắt được nha. Số 18 90. Dạ. Rồi đây 19 cây kèm cắt kẽm anh chú. Đó. Kèm này tiền tép nè. Này nó có lớp sơn. Đó, tép cộng kẽm rất là ok nha, cộng kẽm rất là to luôn mấy chú nha. Nè. Cắt là nó sáng lưỡi lên là nó mới chốc nước sơn chứ nó cũng không có phải bị mẻ mấy chú nha. Nói chung là giá 70.000 mấy chú xài ok. Rồi 19 ha. 19 70. Rồi 20 nè. 20 là dít. Đó, dít này thì bữa nay còn gì là bán cái nấy. Mấy bữa thì nó đủ số thì tiền bán giá 150 nha. Bữa nay thì trừ nè, cái trừ lùng nè, trừ lùng là trừ 6 lùng nè ha. Cái này là trừ 5. Trừ 5 nè, lỡ dài ha. Mấy cái dít dít to này hàng xịn của hàng hãng dít to năm anh chú. Sản xuất thì tại Trung Quốc ha. Cây này thử điện bút thi điện nè, sáng đèn luôn nha. Nè. Bây giờ là còn có BH1. Đó, mấy cái dít cộng nè. Đó. Cái này là dơ thôi mấy chú ha, ha, hàng nó bị dơ chứ còn mũ dít thì chưa xài. Đó. Rồi cái trừ 5 dài luôn. Cây này cái BH3 dít đóng luôn. Đó, số 20 có 100.000 thôi. 8 mấy cái dít luôn. Rồi 21 nè. Đây 21 ha, kéo cắt ton. Kéo cắt ton ha, kéo này hàng mới. Đó. Này nó để ra ngoài nó bị chưa. Kéo cắt ton này nói chung là xài ok luôn mấy anh chú. Nè, nhìn cầm cái kéo lên nó rất là ok. Số 21 100.000. Số 2 22 cây kéo này nó dài hơn ha, cái nó to hơn mấy anh chú ha. Cái này nó đen thì nó cũng đỡ dơ. Rồi, số 22 120.000. Rồi số 23 bữa nay cái kéo cái ống nước là của Kabushi bên chú nha. Nó sẽ mắc hơn cái hãng hôm bữa tiền bán ha. Đây, Kabushi. Hàng Kabushi nè. Nhìn nó rất là chắc chắn luôn anh chú. Nhìn nó đẹp dễ sợ luôn này, nó cắt ống từ 42 độ lại nha. Mũi kéo gờ luôn, rất là bén luôn. Đây. Cái này số 23 120.000 một cái ké cắt ống nước ha. Đó, mấy cái hàng này là tiêu chuẩn của Nhật hết mấy anh chú. Nghỉ luôn đi. Số 23 120. Số 24 kèm điện nè, cái kèm này là cái kèm đa năng luôn mấy anh chú ha. Kèm đa năng Kabushi. Kèm rất là chắc chắn luôn, mấy chú cầm cái hàng ha rất là thích luôn á. Kabushi hãng thương hiệu nè, tay cầm của nó nè. Đây ha mấy chú ha. Cái này dài 22 xăng luôn á mấy chú nè. Dài 220 mm. Thép CGV hết ha. Rồi nó có nhiều chức năng, tức là ở đây nó tuốt điện nè. Nó tuốt điện có thông số điện mấy chú ha, thông số điện nè. Lỗ điện á. Đó. Đó, rồi cây kìm lưỡi cắt nè. Ở ngoài nó có phần sọc nữa nè. Đó, găng nó nè ha. Này dài 22 xăng, cầm rất là chắc chắn cái kèm luôn. Cái này đó, hàng nó hàng chuẩn lắm mấy chú nha, nó cũng có loại gì rẻ hơn nữa. Nhưng mà mấy cái hàng mới này mấy chú lựa hàng chuẩn này mình xài nó ok hơn. Nè, nhà máy sản xuất tại Trung Quốc không? Đây, cái này số 24 170.000. Nói chung là mới mốt tiền phải về những ít khách hàng á, tại vì cái phản hồi mà khách xài của Kabushi á nó rất là ok, cho nên là mới mốt tiền sẽ về những cái mặt hàng Kabushi nhiều ha, thì mấy anh chú sẽ ủng hộ, thấy thích thì ủng hộ tiền. Đây. Cây kìm này ha, quá trời đẹp luôn. Cây kìm cắt á. Cái này mình cắt dây điện, cắt ống dây nhựa, đồ này kia ha.
150, nó dài 150, số 25 70. Số 26 nè, 26 một cây kìm nhọn luôn. Cây kìm nhọn này cũng của Kabushi. Đây. Cầm tới cái tay cầm ha. Nó rất là ok luôn. Rồi số 26 70 luôn. Số 27 nè, 27 cây kìm bấm cốt mấy anh chú. Đó, thật sự á, cầm cái giá hàng cái chuẩn, cầm cái hàng lên nó rất là chuẩn luôn. Nó đẹp. Nó đẹp mà nó rất là chắc chắn. Cây kìm bấm cốt nè. Đó. Này nè, thông số của nó 1514, nó để gì 1.25 nè, 5.5 nè, 14 nè, bên đây là 28 nè. Đó, khi thật sự mà mình thấy nhiều loại đó, khác nhau mình mới đánh giá được ha. Tuyệt vời cây này luôn. Rồi số 27 190.000. Rồi 28 29 là dũa mấy chú nha. Đây, mấy cái dũa này dũa Trung Quốc mà chưa xài nha. Hàng chưa xài, sản xuất Trung Quốc sản xuất rất là bén luôn. Hình như có cây này là cây dũa rổ nè, cái mặt này nó thưa nè. Rồi số 28 100.000, 29 cũng vậy luôn nha. Hai mã dũa, cái này tiền bỏ tới đâu tiền bắt lên tới đó. 29, tại vì hàng này nó lộn xộn. Rồi 30 nè, 30 cưa. Đây lưỡi cưa trên cao mấy chú ha. Lưỡi này thì lưỡi trên cao một kèm theo một cái cây kéo luôn. Nó có cây kéo cắt cành trên cao nè mấy chú, cắt những cái cây cành cao ha. Đó, về mấy chú làm cán theo dài ngắn của mình. Cái dây này thì tiền cũng không biết bao nhiêu mét nữa, nó có cái dây nè, nó quấn một cục vào đây, nó nguyên bộ nó vậy ha. Rồi cái số 30 này 150.000. cây cưa cán gỗ, lưỡi này lưỡi dài 270 mấy chú ha. Mấy cái lưỡi này giá của nó 31 có 50.000 ha. Xài ok luôn, lưỡi bén luôn. 31 50 32 nè, 32 80 ha. Mấy cái này tiền về số lượng nhiều lắm. 32 80.000. Cái này dài 350 mm. 33 33 tiền hết rồi, cây cưa phá hết rồi. 34 34 mấy cây cưa sắt ha. Đó. Nano hàng xịn luôn. Rồi 34 70. 35 60.000. 35 cây bắn silicon nè. Trời ơi, để nhà từng để nó bụi quá trời. ba mươi sáu bộ sủi nha anh chú ha. Cái này sủi tiền còn nhiều mà bay hết rồi, để soạn cái thùng kia ra coi nó có bay không nha, chứ còn giờ nó có sủi còn sủi không à. Rồi mã 36 50.000. 37 nè, 37 kéo tỉa này, kéo tỉa này tìm mấy chú nhận hàng thấy thích ha, xài nó rất là bén luôn á. Cái này á, mấy chú cắt được cái giấy luôn á, cái gì, cái bọc ni lông á, nó bén á mấy chú luôn. Nè, bọc ni lông nè, nó bén mấy chú, để ha, tỉa lá, tỉa hoa, cắm bình hoa gì, nó có 50.000 cây mà trong nhà mình dễ xài lắm nè. Cắt được da, được bọc ni lông luôn á, nó bén dữ dằn. Mẫu mã thì nó cũng đẹp mắt nữa ha. Đó, số 37 ha, 50. 38, 38 kéo này kéo cắt cành. Kéo này mấy hàng này tiền về mỗi loại nó nhiều lắm. 38 là 60.000 ha, dài 21 xăng. Ồ 20 xăng. Nè. Hàng mới, mấy chú nào ít xài mình xài là cái loại này cũng được. 38 60.
39 này có Kabushi nè. 39 Kabushi ha. Cái này có lò lò xo nè, 39 100.000. Đây mẫu mã nó rất là đẹp mấy anh chú, cầm vô rất là chắc tay luôn. 40 100.000. Này 41 cái kéo này thì khỏi nói ha, đẹp, giá của nó 145.000, nó có nguyên cái hộp nó đậy lại luôn. 41 145. Rồi rồi bắt đầu tới bánh xe. Đây bánh xe nhỏ này, bánh nhựa mấy chú. Bánh này nhỏ nhựa ha, made in Japan nè. Có cái thì nó dập cho made in Japan trên đây, có cái thì nó dập trong trong bánh nha mấy chú nha, nó trong lòng bánh á. Qua camera thì mấy chú sẽ không thấy đâu. Cái này nó bụi thôi, tiền để nó bị bụi thôi chứ còn nó có tính ra bánh này nó còn rất là mới luôn. Bánh này nó cao được 50 mấy chú nha. Cao từ mặt đất là mặt bích là 50. Phi bánh của nó là 38 à. Thì combo bánh của nó sẽ có hai bánh xoay, hai bánh chết nha. Rồi số 42 là 50.000. 43. Đây 43, bộ bánh xe nhỏ, nó mấy hàng này giờ tiền soạn ra tới đâu lên nó có nhỏ thì lên nhà bao nhỏ. Bộ này nó có bữa nay ra lên thì thấy có nó có một bộ nè. Cái này phi chắc phi là phi 50 á. Chính xác cái này phi 50 mấy chú nha. Bề ngang của nó là gần 25. Cái này nó cao được 7 phân. 7 phân ha. Cái này nó không có khóa mà bánh nào cũng xoay nha. Đó, bộ này thì bánh nào cũng xoay nè. Số 43 80. Cái này nó có một bộ màu à. Rồi 44. 44 này nó cũng có một bộ nè. Combo này nó bánh này nó cái này phi bánh bằng nhau. Nhà này nó khác xíu, mà này nó có một cái. Cái này nó cũng bằng y nó mặt bích. Mặt bích nó bằng nhau nhất. Mặt bích bằng nhau luôn, nhích một tí. Nhưng mà lỗ bắn cái này thì không có sao, nhưng mà cái này là nguyên nó combo của nó là ông bộ nè. Này ông bộ ha. Thêm lẻ một cái bánh tại vì nó có một cái một thôi cho nên tiền để vô trong bộ này là nó 5 cái luôn. Cho mấy chú làm mà xe 5 bánh luôn ha. Cái này nó cao được 7 phân rưỡi nè. Này phi bánh cũng phi 50 luôn á. Bánh nào cũng xoay mấy chú nha. Rồi số 44 150.000. 44 150.000. Là cái bánh này có khóa nha. Cái bánh này là làm cái bánh trước đi, nó khóa. Rồi 45 nè, 45 bộ này. Bộ này. Đây, ký hiệu của nó. Nhưng mà bánh của nó hai loại ha. Này bằng nhau hết nhưng mà cái là loại hai loại bánh nè. Có loại bánh này nó còn đẹp ha, bánh này thì nó hơi sần. Bánh này nó hơi sần xíu nè. Loại cái bánh này không á là giá của nó là 400.000 đó. Nhưng mà cái này cái loại bánh này nó hơi sần ha, nhựa này sần nên bộ này nay thường bán 300.000 ha. Số 45 300. 45 300, cái này phi là phi quên rồi. 65 à. Bề ngang của nó là 4 phân. Cái này nó cao được 65 thì nó cao được 9 phân rưỡi mấy chú. Rồi cái này số 45 300. Nè. 46 bộ này 200, bộ này còn nhiều mấy chú nha. Mấy chú nào mua lắp bộ này nhiều. Bộ này tải cũng cao đó nhưng mà do bánh nó xấu, bánh nó còn sần á, bánh nó sần nhiều. Sần với cái mặt bích nó có cái nó bị đen. Mặt bích nó bị ố á. Cái đống này giống như là bao này nó bị xấu. Nằm túi ở dưới. Nè, bạc tạng thì chạy im rem mấy chú ha. Quay ok hết. Mà chỉ có bánh nó hơi sần thôi nhưng mà tiền thanh lý giá 200.000 luôn. Bánh này bên chú tại nhà tải 500-600kg là ok hết.
cái này thì đơn hàng ra nhận đơn hàng không đồng. Cái này nó cao một tấc đó bên chú. Nhận hàng giùm kìa. Rồi số 46 200. Dạ, 46 200. 47. Giao tới cửa mà còn điện không cố. Rồi số 47. Cái này bộ này của Đài Loan. Đây Đài Loan, bộ này rất là chắc các mấy anh chú nha. Bộ này mấy anh chú nào mà tải bộ này là ok. Đó, nhựa bánh nè. Mặt bít nó rất là dày luôn. Bộ bánh này bữa nay đẹp á. Mặt bít nè. Rồi số 47 250.000. Mấy cái bánh này á, nó cao thì nó tầm 7-8 phân. Ủa 8-9 phân nha. 48-300. 48-300. Bánh này bộ này có khóa mấy anh chú ha. Bộ này có khóa. Phi này phi 75. Nè hiệu của nó nè. Này mặt bích có ú. Hai cái này xay ha. Xay không khóa, hai cái này có khóa. Mấy bánh nhựa chạy thì nó có sần chứ còn này thì... Rồi, cứng khừ luôn ha. Đó, chạy im nghiệm luôn. Phi 75 á. 75 thì nó cao tầm tấc. Cái này tấc 50 á. Rồi, số 48 300. Rồi, 49. 49 là bộ bánh đỏ. Mấy anh chú mà tải để cho nó cao á thì bộ này ha, bộ này nó cao 1 tấc 9. Từ mặt đất lên mặt bích đó là nó mặt tất chính ha. Bánh đỏ này gần hết rồi mấy chú ơi. Cái này nó nè, mấy cái khóa này thì nhìn nó nguyên si nè. Cái này chắc còn khóa được nè. Mà tại mình phải đạp á, nó cứng quá mình chú phải đạp, đứng đạp á. Bộ này là mình đạp nè. Phi 150 ha, phi 150. Cái này mấy chú bánh nhựa. Cái này nó cao mấy chú tải tầm 1 tấn đổ lại thôi. Nếu mà để nó lọt lòng thì tầm 500-600 kg mấy chú là tải là ok nhất. Nè bánh nhựa thì nó bị sần ha. Nó sần chứ bánh này là bánh nè. Bạc đạn chạy im re luôn mấy chú nha. Nè. Này bạc đạn không dụng nữa. Cái này nó khóa được nè. Ây da, nhưng mà đạp xuống nặng quá. Cái này có hai bánh khóa ha. Hai bánh khóa nhưng mà hiện tại giờ từng bán với giá là không có bao khóa đó mấy chú nha. Nhiều khi nó cứng là mấy chú về mấy chú sửa hay là gì cho nó khóa được thì khóa, còn không được thì xài không khóa nha. Nhiều khi mới cứng quá cái bên chú đạp xuống cái nó gãy khóa không chừng nữa. Cho nên là tiền không có bao khóa. Bộ này bao có khóa nó tới 500.000 lận. Cái này từ giờ là tiền bán không có khoa bao khóa nữa nên giá của nó là 350. Bộ này nó nặng 8 kg á. 8 kg thì ship nó cao, bên chú chuyển khoản thì tiền bao ship. Tại chuyển khoản nó không có thu hộ á, ship nó rẻ hơn. Nè, ha. Rồi số 46 ha, 350.000. Bánh nó chạy thôi. Chứ không có bị lậu quá bánh đâu mấy chú yên tâm. Mấy bánh nào mà lậu quá bánh là tiền bỏ hết. Có lần tiền bán tiền nhập nguyên một lô về bị lậu quá tiền về bán nha chai hết luôn á. Lậu quá bánh á. Tại vì nhiều khi mấy chú về nhìn nó nhìn đã quá rồi mấy chú tải đồ lên nữa nó bể rồi. Đâu có xài được. Rồi cái bộ bánh này, bánh này bữa anh khách nào hỏi em nè, bữa nay ra đựng bộ nè. Phi này phi 100, phi 100 bị ngang của nó là 3 phân ha, thì nó cao từ mặt bích lên là 1 tấc 3. Cái bánh này nó có hai bánh cố định ha, hai bánh là sao, hai bánh sao á. Rồi hai bánh xay, hai bánh xay có khóa nha. Đó, hai bánh xay có khóa cứng ra ha, quá ok. Rồi số 50 300, này cao tấc 2 tấc 3. Rồi 51 đó, 51. Có nhiều người á thì á nói là bánh đứng rồi sao mà
đẩy. Còn có nhiều người nói bánh đứng á, bánh gì, bánh xay hết, đẩy cái nó đảo. Trời ơi, bất mệt thiệt. Cũng mấy ông nè, nó bánh này là bánh đứng nè, mấy anh chú thích bộ nào mấy anh chú theo cái mình sử dụng ha. Nè, bộ bánh này là đứng, bộ bánh này là 130 nè. Cái này 130 nè ha, mâm này mâm sắt hết trơn mấy anh chú ha. Mâm sắt gan nè, sắt gan vòng hết đây luôn, nó chỉ áo một cái lớp cao su nhẹ ở ngoài thôi nè mấy anh chú thấy không? Bánh nó không có xịn thần, cao su của nó rất là xịn luôn ha. Bánh chạy rồi nè. Đó. Nãy đo chiều cao cho ta. Cái này nó cao được 1 tấc 6 mấy anh chú nha, 1 tấc 6. Tấc 6 nè, mặt bích ngang của nó 1 tấc nè. Dài của nó là 1 tấc 1. Đó, hai cái bánh này là hai bánh cố định ha. Đó. Bánh đẹp, màu đỏ luôn. Cái bánh này y chang như bộ bữa trước là mà bộ 600 á, nhưng mà bộ này bữa nay nó còn có một cái khóa thôi. Nè. Cái này xay ha. Xay mà không khóa. Còn cái này vừa xay vừa khóa. Đó, vừa xay vừa khóa. Mấy chú đẩy thì đạp lại. Đó, đạp cái này xuống là khóa lại ha. Đó. Bộ phi bánh rất là đẹp luôn, nhựa bánh còn ok luôn. Cái BU bánh chứ. Rồi cái bộ này á, trời ơi. Bộ này gần 9 kg, tại mà không có khóa là nó nặng hơn 9. Rồi số 51 550.000. Rồi 52 ga lùng. Nhấn nút. Đó, lần nào mà quay video là có thích lên video á. Bỏ khoe cái thân xác mập mập của bà. Rồi số 52, cưa bữa nay cưa thanh lý. Cưa thanh lý mấy anh chú ha. Cái này là, cái này giống như là gom tago á, gom tago đúng rồi. Mấy cái mũi này nè, này nó chất đóng mấy hổng gài thì không có soạn được hàng thanh lý á. Mấy bữa nay gần mưa tới này tiền soạn nè, để mua sợ nó lâu ngày nó bị xét á, bữa nay từng giờ dọn ha. Thì dọn thanh lý mà cái cưa này, lưỡi này mấy chú, lưỡi còn rất là nhọn dài luôn. Cái này mấy chú vũa về vũa sơ cái bề mặt lại là mấy chú sẽ xài ok. Để lâu qua nó bị xét bề mặt này. Cái này dài 34 mấy chú ha. Nè, cái này mấy chú là xài thay cái cán này, mấy chú mua mốt mua cái lưỡi mà giống vậy á, mấy chú giữ cái cán. Cái cán này còn rất là xịn luôn nè. Đó. Đã thanh lý nhiều luôn nè. Rồi có tặng vũa nữa nha. Cái này hai có tặng cái vũa nhỏ xíu cho mấy chú về vũa lưỡi cưa luôn. Rồi cái cưa này, mấy cái chú này cưa này nó hơi cùn rồi. Cán nó này, cái này nó tán, mấy chú tán lại xíu nha, nó sụp xịt. Đây, một cây lưỡi cưa ngách. Trời ơi, nó cong dễn dễn. Bẻ lại luôn. Rồi một lưỡi cưa nhuyễn luôn. Mấy cái cưa găng nhuyễn này vũa lại là cực kỳ bén luôn. Đó, mấy lưỡi cưa nè. Lưỡi mấy cái này nó bị ố thôi chứ nó bị xét bề mặt á, chứ còn lưỡi nó rất là dài, nó không có bị nó không phải bị mòn nè. Đó, lưỡi này bén bà thần luôn nè. Rồi cái lưỡi cưa mộng, lưỡi nhuyễn bên đây nó mẻ hai lưỡi. Bên đây thưa còn. Đó. Rồi cái này số 52 100.000 ha. 2 4 5 6 7 cây. 7 cây với thêm cây dũa nữa. 52. Còn là bạn ơi, để qua nó lộn. Rồi 53 nè. À, mấy anh chú dạng như mình muốn mài mò để mình làm lặt vặt là chơi đó, thì mình chốt mấy cái này về mình vũa cho nó bán thời gian á. Đây một cái lưỡi gam tago nữa nè. Mấy cái lưỡi này nó còn dài nhằn luôn mấy chú ha, nó không có bị mòn, do nó bị mặt nó bị xét thôi. Đó, cán nó còn ok luôn. Cái này mấy anh chú về vũa lại xài ngon lành lắm. Còn mấy anh chú nào mà không có thời gian á thì mình mua những cái hàng mới về cho xài luôn. Cái lưỡi này nó hơi cùn nè mấy chú ha. Mài dao luôn, có mấy ông lấy cái lưỡi cưa này mài dao luôn còn không lành. Đó. Không, cái lưỡi này quá trời dài rồi. Chữ nhật anh chìm không á, mày này nó xét. Thì nó đánh xét ra rồi. Mấy cái lưỡi này nó có cùn rồi. Cái lưỡi này mẻ. Rồi cái này có tặng một vũ luôn này ha, số 53 100.000 luôn.
có tặng cái dũa cho mấy chú về dũa. Mấy ông mày mò mấy ông dũa chơi. Rồi nó cái lưỡi này ngon lành luôn nè, bén ngót luôn mà mẹ nó gãy cái lưỡi đầu rồi. Đó một cái dũa đó nè. Đừng để vô sẵn để hồi quên. Nói tặng xong cái gói hàng, khi mà gói hàng cái bị quên. Đó mấy cái lưỡi này ha. Mấy cái lưỡi này dài ngoằng luôn nè mấy anh chú. Dũa sơ rồi bạc lại là bén. Đó, cái cưa này nè. Không, nhìn cái lưỡi bá cháy không? Đó, mấy cái lưỡi cưa mỏng á, lưỡi răng nhuyễn á mình nó có mẻ thì vẫn xài được ok mấy anh chú nha. Rồi cái số 54 nha, 100.000 luôn. Ý, đi ra Lùng ơi. Lùng nó nói á, tối ngày đuổi thằng nhỏ hoài luôn á. 55 cái này một cái nè, Gamtago nè. Đó lưỡi này còn đẹp nè, lưỡi này dài nè mấy chú. Cái lưỡi này nó dài tới 27. Cái này thì có đốm xét à. Mấy cái cán này mấy anh chú ha, mốt là tại vì cán này nó rất là xịn, cán này cầm nó rất là im tay luôn. Mấy chú mua kiếm lưỡi mua gắn vô xài ngon lành. Rồi cái này combo này combo lưỡi ha. Lưỡi cái vũ bén vậy. Nè, mấy anh chú về làm máy xài. Làm lưỡi. Ê, cái này cái lưỡi cua này á nó nhìn nó bén lắm. Mẹ ăn răng rồi. Thấy cái lưỡi này nó dài nữa. Đó. Cái này lưỡi cho anh chú về làm. Đó, lưỡi cưa nè. Lưỡi này còn đẹp luôn nè. Rồi, lưỡi này còn đẹp luôn nè. Đó. Cái này mỏng anh chú ơi, cái này mỏng nha. Lưỡi này cưa nhuyễn mà nó mỏng. Mày mẻ gà. Đó, rồi combo này 55 100.000 luôn. Này nó bị cấn mẻ đây, răng bên đây nó đẹp, bên đây hết cắt được rồi, bên đây nó mẻ nhiều nhưng mà lưỡi bên đây nè, răng bên đây nó còn bén lắm. Còn cái này cái cán này nữa chú có thể thay được nè, được không ta, không biết nữa. Đó lưỡi cưa mịn nè, dũa. Rồi cái này cưa sắt luôn. Cái này mấy chú dặn cái này ra là cho nó nghiêng ha, là nó ngã hay là nó làm gì nó làm ha. Đó. Đó, dặn qua đây ha, dặn qua đây. Đó. Đâu cũng được hết. Giữa thì chính giữa. Cái này lưỡi cưa chế luôn nè, cái lưỡi còn nguyên si dài thường thượt luôn. Một lưỡi cưa mộng. Đây. Rồi cái này số 56 100.000 luôn. Rồi 57 hộp đựng đồ nghề. Ủa nguyên cái hộp hàng của Ton ha. Mộc in chìm, mộc nhật in chìm luôn. Cái bộ này rất là xịn luôn mấy chú. Bộ này hàng xịn luôn ha, mộc nhật in chìm. Cái này combo của nó nè mấy chú, tem mặt nó còn dán nè ha. Cái này thông số của nó là 26, 23, 21, 19, 17.5, 17, 16, 14.5, 14, 13, 12, 11, 10. Đó, thì combo nó gồm nè, một cái đầu nè. Đây. Hàng của Tone ha. Da băng, in chìm luôn. Đó, khẩu này còn sáng giới luôn ha. Và một cái cây trượt. Đây. Cây trượt này mấy chú có thể gắn vô đây để mình dặn, hoặc mình gắn vô đây mình dặn ha. Đó, hàng của Tone, combo của nó ha, đúng chuẩn của hàng của nó luôn. Cái này combo của nó luôn nè. Đó, Tone. Rồi, cái này á tiền có để vô một cái khẩu 22. Cái này 26 nè, của nó là 26 23 thôi, 26 nè, 23 nè ha. Từng cái khẩu nó có tán Tone luôn á. Rồi cái 22 này là tiền để vô nè. Hàng của sát này khác nè ha, Nissan ha, hàng của Nissan riêng nè, cũng là của da băng luôn. Đó, cái này 21 nè, hàng của Ton nè, mộc nhật in chìm hết, mấy cái khẩu còn rất là đẹp luôn mấy chú nha, nè, đó, khẩu mới tinh sáng giới luôn ha, nè, những cái găng khẩu không có bị mài mòn gì hết luôn, hàng này nó rất là xịn,
này 19 nè. Đó, 17.5 nè ha. Đó, găng nè, mấy chú thấy không? Găng nó rất là đẹp luôn. Nè, nó không có bị mòn. Cái bộ này nó dắt như là nó còn rất là mới, xài 1-2 lần thôi chứ nó không có bị mòn. Thường cái mấy cái dấu này nó không bị mòn luôn ha. Nè, 14 nè, 15 nè, 14.5 nữa nè. Có cái mã này sao nó lọt vô đây là cái gì ta? 17/16 nè. Đó, của Tone luôn. 12 nè, thấy không? Mười một nè, nó có cây 10 đâu, có phải 7/16 là 10 không? Ủa không phải, cái này chắc là có 11, 12, 11. Ủa sao nó không có cái 10 ta, sao có văng ra không? Cái này 12 sắp đủ rồi. Cái này 7/16, 7/16 là nhiêu? Cái này là 11. Không có 10 rồi mấy cha. Lộn ra một cái rồi, hai cái cục này nó lì lộn rồi nè. Cái cục phần này nó lộn rồi nữa, đây người ta có 10. Cái này nha. Để ngồi tiền đi kiếm coi có không, tiền đổi vô, còn không thì tiền để gì luôn nha. Giờ muốn có... à, cái chốt bên đây nó gãy. Mấy chú về chế. Bẻ công kẽm vô chế không có gì hết. Đâu rồi. cộng gài, cái chốt gài mấy chú nha, mấy chú về sửa cái chốt gài lại. Còn cái này khổ qua bên đây nữa nó mới xài được. Muốn người ta gài được, mình gài không được trời. Thiệt tức. Rồi xong, sụp mẹ xuống luôn rồi. Cái hộp của ta về mình, người ta gài được mà tới mình gài không được, cái này khổ quá, xích xíu nữa. Xích gà xíu nữa. Mới gài được. Cái này hộp còn nguyên si luôn mấy chú nha, không có bị xét luôn nè. Đó. Để thì sửa cái độ rồi mình gài lại. Rồi 57/400. Rồi 58 nè. 58 cây Mitsubishi, cây này 350 ha, size 350. Cái này chốc nó sơn hơi nhiều. Chốc sơn nhiều nhưng mà găng cỏ ok mấy chú, găng quá trời đẹp luôn nè. Găng đẹp bá cháy luôn ha. Cái này đó đội hở hàng của nó là được 7 phân luôn mấy chú ha. Mitsubishi. Chốc nước sơn thôi chứ mà thép nó còn rất là đẹp luôn. Rồi số 58. 220.000 đó. Lò xo. 59 có không? Nó gớt ra hay gì chứ, của ta có 10 mà. Chắc nó gớt á. Cái này búa cao su nè. Cái này búa cao su luôn. Cái này cây bự nè. Cái này có xài rồi nha, cây này chưa xài nè. Cây này có xài rồi nè. Cây này bự. Rồi một cây búa đóng vừa nhổ đinh luôn ha. Cái này đầu đóng nó có bị hơi có dấu tà. Cái này nhổ đinh. Cái này xài mini trong nhà luôn. Rồi cái này 59/120.000. 60 cây cao su bành kỳ, cái này có xài rồi. Đó, cán đâu còn ok ha. Này cấn nè, cấn miếng xíu này. Rồi cây búa cán gỗ đóng nhổ đinh luôn, nhỏ. Rồi cây búa hai đầu tròn, rất là đẹp. Rất là xinh. Rồi 60/120.000 luôn. Rồi 61, rồi biến to nè. Đây cái kéo cắt tòn mấy anh chú. MCC da băng ha. Nó dài nhiêu nè, nó để thông số là 240 nè. Thương hiệu dập chìm, cái mũi này. Ồ, cái lưỡi còn đẹp lắm nha. Cái này bên đây nó có sần bề mặt ha. Cái này giống như là nó cắt công lực. Đây, lưỡi quá bén luôn ha. Cái này lò xo là lò xo của nó, không phải của nó nha. Tiền gắn vô á, nó gớt ra rồi. Quá trời bén mấy anh chú. Cái này bén khỏi bàn luôn. Có chút gà ngon lành ha. Rồi, cái này số 61, 150.000. Rồi, 62
cây này cây cắt tỉa hàng đào chữ đây nè, tem nó có dán đây ha. Cây này còn thép, thép còn mới luôn mấy chú, nhìn nó mới tinh luôn. Nước sơn nè, nước sơn chống xét còn ok luôn đó. Lò xo rất là mạnh ha. Rồi quá ok luôn. Rồi cây này 62 150 nghìn. Rồi 63 một cây kéo cắt cành ha. Cây này kéo trắng đỏ nè, mà cái bề mặt nó có sần ha, cái này nó không có chữ. Cái này lò xo mới mấy chú nha, lò xo mới chứ không phải lò xo zin của nó. Lưỡi còn ok nè, nó rỉ bề mặt thôi chứ không ảnh hưởng vô lưỡi nha mấy chú nha. Nè cái con ốc này nó, ốc này nó bị tháo ốc, bị nó bị dơ nè nè. Ô bị ấy ốc, lưỡi nó cảm giác nó bén đó. 63 100 nghìn. Cái này phải dặn ốc vô nữa mới được. 63 100 nghìn. Kéo này dài 20 xăng đó chú nha. 64 64. Ba cây đuôi chuột nè. Cây này 17 17 21. Cây này của top. Đây găng mấy cái đuôi chuột, găng mấy anh chú xài. Nếu mà nó không gơ là mấy anh chú xài ok. Đó, quá trời nó kêu rồi, nó kêu tẹt tẹt tẹt, kêu mà điếc lỗ tai luôn. Rồi cây này cây 13 10 13 ha. Cây này ốc âm ha, ốc âm mặt trong nó ok luôn. Cây này cây 24 và 30. Cây này của MCC ha, găng nó còn quá trời đẹp luôn. Quá rồi. 64 180 nghìn ba cây này. Rồi 65 một cái cây đội. Trời ơi cây đội quá trời siêu thấy cưng luôn. Cái đội này đội mini mấy chú ha. Mình bỏ vô xe á, bỏ vô ô tô đồ ok ha. Cây này nó dài được, nó cao được là 25 nè mấy chú ha, 25 mini. Mà cây này nó gặt kiểu mà bây giờ mình gặt xuống thì mình bẻ cái này qua đây chứ. Đúng rồi. Mình xây luôn gì á thì nó cũng ok, mà cái này á nó gặt. Gặt này sao ta? Để vô dày cái mình gặt dày. Cái mình bấm ra dày ha. À. Bấm dày. Bấm hơi dày cái mình gặt qua dày. Ủa thường nó phải hay là nó không có độ nặng ha trên đây ta. Đó, thường mình gặt nó vậy nè. Còn không thì mình xây xuống ok, mình xây vậy. Chắc xài gì thấy nó tiện, nó lẻ hơn gặt cái kiểu kia rồi ta. Đó, quay ok hết. Còn cái mặt này thì nó xay miết luôn ha, xay 360 độ luôn. Đó. Rồi. Đó. Cái này là nó xay mặt định, nó xay vậy nha anh chú nha. Đó, đẹp không? Rất là xinh luôn. Cái này mình gặt. À. Không gành, nó thấy nó gặt nó không qua mình. Đây là mình phải nhờ. Rồi 66 cây cảo này. Cảo này đúng là hàng siêu tầm luôn mấy chú ơi. Cái này á mấy chú hàng của USA luôn nè, cầm lên cái thép đó là biết luôn. Chính xác USA luôn mấy chú. Nè USA ha, hàng cổ luôn nè, cổ lỗ sỉ luôn. Găng nó còn ok nha. Chén nè, cái này nó kẹp tới đây à, nó không xuống nữa à. Nó còn hở đâu khoảng từng một ly á. Cái này cảo của nó là cảo số 4, cảo số 4 là 125. Cảo số 4 là 125 mấy chú nha. 25 nè, 125 nè. Nè. 125. Hơi rít vậy. Cái này nó còn hơi rít á mình chú. Lâu không dặn. Cổ mà, đã nói là cổ lô sĩ mà. Sao mà trơn tru được. Đó. Nè, dặn ra ok hết mấy chú nha. Nè. Cái mặt của nó ở dưới nè. Đó,
này đánh sơn rồi hay là để gì cũng được, ok luôn. Cái này nước sơn của nước sơn màu sơn sơn của bộ đội luôn nè, màu sơn xanh ri luôn nè. Rồi cái cảo này số 66 250 nghìn. Rồi 67 nè, 67 nguyên một cái combo này là combo mấy cái cây cắm 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 chạy nè mấy chú, cắm liều rồi nè, cắm liều về cắm chạy rồi nè ha. Mấy cái này hoặc là mấy anh chú có thể mấy anh chú thợ gèn dao nào cũng được, cũng được lấy cái thép này mình gèn dao cái khung hình của nó như vậy ha. Đó, cái này thì người ta làm cắm chạy, còn mấy chú muốn làm gì nó làm nè. Nè cây này chọt nè ha, đó kiểu nó vậy nè. 3 cây 4 cây. Hồi trước thì nhiều người hỏi mua mấy cái cây xấu xấu để mà gèn dao á. 5 cây này dài nhọn. 6 7. Mấy cây này đẹp nè. 8 9 10 11 12 cây. Rồi số 67 150 nghìn. 68 rồi tới gỗ hô đồ thanh lý bên chú ha. Thanh lý nè, mấy chú xem chốt cái gỗ nào một chút. Tại vì mấy cái gỗ này hàng thanh lý giá nó rẻ mà đồ xài cái nào cũng xài chứ không có nào bỏ chứ. Đây cái này mở đá mài nè ha. Kéo mini này cắt giấy. Đó rồi mấy cái này thì cắt linh kiện, cắt vỏ xe đồ này kia ha. Cái kéo cắt bãi này nè nhưng mà. Rồi một cái xẻng luôn. Rồi một cây sủi. Cái này cái gì tụi không biết cái này làm gì nữa. Rồi chìa khóa nè. Cái này gắn chữ T nè mấy chú, gắn cái cây vô rồi gắn. Rồi cái này 32 26 nè. Cái này 17 nè. Cái này 21 nè. Cây mở máy mài ở mở chiếc khế nè, mở mũi khoan á, mở khoan á. Mở khoan cái này 13 nè. Này 14 17 nè, chìa khóa 14 14 17 2 cây nè, 8 10. Rồi vít nè. Cái vũ tròn. Đó vít nè ha. Đó. Rồi mấy cái khóa mới, mấy khóa mới chưa xài à. Hàng của chua Trung Quốc. Mà Trung Quốc mà hàng loại 1 là hàng xịn luôn á nha. Nè. Cái này cây 9 ly nè. Mấy anh chú nào mà xài đồ nghề hàng của Nhật nhiều á là phải xài cây 9 ly này nè. Cây 9 ly này nè ác lắm. Hàng của Nhật á chuyên ra chìa khóa của nó là số 12 ha, dòng đầu miệng nè. Cái này 15 nè. Cái này 24 26 nè. Đó mấy cái này tem mạc hàng bán siêu thị không đó mấy anh chú chưa xài luôn. 30 32 nè. Cái này mũi khoan nè, bê tông nè. Bê tông khoan này dởm, mũi khoan này khoan dởm. Cái này 19, 18 nè, cái China. Rồi hai cái kìm cá luôn, rồi 68 là 140 nghìn. Cái này mắc ốc. Sợ. 69. Rồi, một cây kéo cắt tôn luôn. Kéo cắt tôn sống anh chú nha. Cây này có trợ lực luôn nè. Rồi một cây USA, cây chìa khóa Mỹ luôn nè. Rồi cây bấm móng. Mấy cái hàng này hàng tồn rớt kho nè. Đó, rớt. Giờ bên tiền chìa khóa thanh lý còn nhiều lắm. Đây cái này 21 nè. Cái T17 nè. T17. Mấy cái chìa khóa nhỏ lớn nhỏ. Dít. Mấy cái vít nè, vít này chưa xài mà do hàng bãi nó bị để nó bị xét á. Rồi, mấy cây này nhỏ nè, 10 12 nè. Chìa khóa nè, 24 26 30 32. Đó, 12 nè. Cây China 18 19 nè. Cây 9 nè. Hai mũi khoan. 14 17. Ê, cây vít thử điện chắc hết thử rồi.
tháo dính gì ha. Thấy cái bóng đèn nó chích chích queo rồi. 69 140.000 mấy anh chú nha. Thấy cái gỗ thanh lý này có mấy kilo luôn. 30.000 ship mấy anh chú, chưa được 200.000 mấy anh chú mua cái bông bồ này về khỏi mượn hàng xóm. Rồi một cái kiềm bấm chết Tokyo con cua, mà cái này găng nó bị chắc còn thì còn xài được mấy chú nha, còn xài được nhưng mà không đẹp thôi nè. Rồi một cái chìa khóa, rồi cái 17-21 luôn, cái L 17-21, cái mực dứt từ một cây trọng một cây trừ luôn. Mấy chú mua combo xài ngon lành đúng không đó. À, cái dít này nó chết rồi, nó chết pin rồi, tự thấy cái mặt pin nó chết, mấy cái hàng này nó nằm lộn xộn rồi, chắc lâu ngày nó chết rồi. Cây này T17 nè. Đó. 12, 15, 9. Mũi khoan nữa nè, tháo bù ri. Rồi, 70, 140.000. 71. 71. Cây này, rồi cây cưa có vũa luôn. Cái này cây cưa da băng nè, nhưng mà lưỡi thì nó không còn đẹp nữa, nhưng mà lưỡi còn ok mấy chú cắt nè. Đó, vậy mấy chú vũa luôn ngon lành. Cái sẻng nè, sủi nè, cái này 12-14 nè, cái tê này T21 là bị cong cong, nhưng mà cái 24-26 cái này giống như cây bào gọt gì nè mấy chú nha, nhỏ. Kéo nè, kìm cá nè, dít hai đầu nè, cái dít dẹp nè, cái này 30 nè. Đó, khóa nè 18-19 14-17 nè. 30-32 cái này 12. Trời, cây này 14-15 nữa nè. Cây này 9 nè. Trời, cái vũa bự nữa, kéo cắt cành nữa, cái dít. Cái bả này vũa nhỏ nhóc hết trơn. Rồi, số 71, 140.000. Đứng lên đây sắc giùm trời, bưng dít sắc. 72, 72 một cái cọng mấy anh chú nha. Đó, cái cọng này, mấy cái cọng này ha, còn không có bị mòn lắm chú. 26 nè, 23 nè, 21, 19. Cái này 19, 21, 26, 23 nha. Đó. Dít nè. Rồi chìa khóa nè ha, 30, 32 nè. 12 nè, 18, 19 nè. Kìm cá nè. 15, 14, 17, 9 ly. Rồi một cái dít. Rồi một cái mở khoe luôn. Cái kìm mở khoe nhỏ mini. Còn hơi đít. Hai cái mũi khoan nè. 14-17 dít nè, cái này 21 luôn, cái này 24-26. Rồi một cái kéo cắt con sống luôn. Rồi 72-140.000. Rồi 73 nè. 73, cây này 17-17-19 mà bên 19 nó bị tét rồi anh chú nha. Bị tét rồi. Cây này còn đẹp luôn á, mà nó bị quăng tét gì đó nè, răng nè ha. 17 nè. Cây này còn sáng giới luôn, 21 nè. Cái này xài cho ô tô. Rồi một cái kìm cắt, lưỡi còn đẹp luôn nè ha. Cái tháp buri nè. Rồi cái tay nhỏ luôn, cái tay này y tay nhỏ cả một cái đầu mòn rồi. Cái này nó 8-9-10 da băng luôn nè. Nó mọn đầu, hai đầu này còn ok. Chìa khóa nè, 24-26 nè, 30-32 nè, cái này 35. Rồi, nguyên cái chùm lục giác luôn. Da băng luôn nè, từ 10 đổ lại, một chùm luôn. Cái này 21. Cái L 21. Đó, một gỗ chìa khóa luôn ha, 12 nè. Cái này 18-19. Đó. 9 ly nè, 15 ly nè, 14-17 nè, dít.
cái bào nè. Rồi 73 140 nghìn. Rồi 74. Một cái tê 21. Cái này 12 14 nè. Một cái cộng, một cái L 21. Khóa bành kỳ luôn, khóa xịn nè, 26 32 nè. 26 24 nè. 32 30. Rồi một cái xẻng luôn. Cái món nào mấy chú cũng xài được cho về xới đất đồ. Xới đất trồng rau đồ. Cái này hai cái kìm 14 17 nè. 8 19 nè, dít nè ha, một cây cộng cây trừ luôn. Cái này 15, nó mũi khoan nè, 12 nè. Dít rồi. Lợi gì dũa. Rồi một cây kìm nguội. Kìm nguội đẹp tuyệt vời luôn. Cái kính. Kính hàng nó cái này còn cắt được không? Lưỡi có thấy còn nguyên lưỡi đó. Cái này 9 ly. Đó, rồi. Đâu rồi, văng cái này ra nữa nè. Cái móng móng nhỏ. Rồi 774. 140 nghìn luôn. 75. Cái này bịch ốc nè Minh Chú. Ốc lộn xộn sờ ngầu hôm bữa nè, mà còn có mấy con nè. Ha, ốc tán. Xẻng nè. Dít sủi. Rồi, một cái thước. Cái thước kẹp này điện tử nhưng mà nó mất cái điện tử rồi. Cái này làm gì trời, vừa dũa vừa dọn khóa gì đó. Hai ba hai mốt nè, 14 15 cái dũa dứt. 30 32 cây này cây nại trời già luôn. Cây này hơi xấu mà găng còn đẹp mà bự nữa. Chùm cá. Ê gọc giấy 15 12 9. Chùm cá nè 24 26. Rồi khu bia luôn 18 19. Rồi cây này 14. Rồi một con dội luôn. Mũi khoan nè. Rồi 75. 140 nghìn. Hết số. 75 hết số. Rồi bên Tiền thì những cái mặt hàng này búa rìu bên Tiền vẫn còn anh chú nha. Búa rìu nè. Ha, búa rìu. Cút chim. Cút chim nè. Chim là nè 500 ngàn cây. Búa rìu hay rìu tạ. Rìu tạ thì giá của nó 600. Lưỡi rìu này, lưỡi rìu tắc 2 nè. Lưỡi rìu tắc 2 này lượng nhiều quá hết. Hơi xấu lưỡi, mấy chú mài lại là ngon lành luôn. Giá 500 ngàn một cây. Rồi cá búa, mình đây cá búa thanh lý nè mấy chú. Rồi ngày qua anh khách anh hỏi á, anh xem cái video cũ á, anh hỏi mới nhớ là cái bao luôn, bao búa luôn á. Nó xót một bao, mà cái bao khi mà phát hiện ra cái bao á, nó bị mục ha. Cái mục nó gách thịt trơn, gách tua te hết trơn luôn. Mà cán búa người ta xịn vậy nè mà vỡ quên. Cán búa này cán búa hát mấy anh chú. Cái này mấy anh chú biết sao không? Hàng cây búa này búa xịn nhưng mà nó sẽ không có thông dụng cho cái đầu búa đâu mấy anh chú nha. Búa này mấy anh chú tra những cái búa tạ lớn á. Tại vì cái mặt này mấy anh chú dạt được á. Nhưng mà mấy chú phải cái đầu này nó to á, nó không thông dụng là mấy anh chú đi cha búa tạ lớn á. À, ngon lành lắm. Xài thì cực kỳ bền. Nhưng mà nó đo được cái là nó không có thông dụng. Nè. Cái phi đầu búa của nó nè, nó gần búa nó 30 35 mấy chú ha. Nè. 35 ha. Nè. Nó cao trên cao nó là 41. Đó, nè. Mấy anh chú có thể là dạt ha. Lấy dao mấy anh chú dạt hoặc là mấy anh chú khò. Khò cha rồi mấy chú đổ keo cũng được. Đó. Cán này cán xịn luôn, cán này cán hát người ta cha mà cha cút chim loại nhỏ mà này mình cái này nó dày cái cán không à. Cái này 30 dài nó dài 37 nữa ha. Có cái chỗ treo nữa nè. Cái này thì bây giờ Tiền thanh lý cái giá của nó bán mấy anh chú mà mua mà kèm lẻ. Mấy anh chú mà mua những cái mặt hàng á, mấy anh chú kèm theo một cán hai cán thì giá của nó là 30 ngàn một cán ha. 30 ngàn một cán. Còn mấy anh chú mà mua 5 cán á, 5 cán như vậy thì 100 ngàn ha. Cái này cán sợi thủy tinh đó mấy anh chú.
Nè, mấy anh chú mua 5 cán combo 5 cán thì 100 ngàn và phí ship ha, giá chưa ship. Đó. Nó còn đúng một bao luôn, một bao nó không biết mấy chục cây á. Mấy chục cây nè. Đó, đang hành lý nha. Rồi, còn tạ nhỏ nè, muốn tổng mua tạ nhỏ thì mấy cái tạ nhỏ đập tường nè. Cây hàng của Husky nè. Ủa cái này Milwaukee. Búa này 1 ký 7 hai đầu tròn ha. Búa này nó thì nó về cái chiến này nó về ít. Nó hết rồi. Nó còn ít à. Cái này mẫu thì để lên thôi chứ còn ở nhà ở ngoài thì cũng còn 2-3 cây gì chứ cũng không nhiều. Giá của nó là 190 nha. Milwaukee 190 là tiền bán giá cũ á, chứ nó không, nó giá bây giờ này nhập nó cũng bằng giá mấy cái này hết á, nhưng mà lại từng theo giá cũ từng bán. Còn cái L3S này, 3L3S nè. Cái này của Dewat, cái này một đầu chữ thập ha, đầu chữ thập là phá tường á, một đầu hồi đóng. Cái này nó để đổ keo nó bị dính keo thôi anh chú ha. Cán sợi thủy tinh ha, mấy cán Dewat này nói chung là rất là đẹp. Hàng nè. Anh chú cầm cây búa lên nó xịn sò xài khi nào mà hư luôn. Cây búa này á, thì nó nặng 1,7 kg luôn. Giá của nó là 200.000. Còn cây 2LBS nè, là cây hai đầu tròn ha, 2LBS hai đầu tròn. Búa này 1,1 kg. Búa này 1,1 kg ha, cán nó sẽ ngắn hơn ha, nhìn nó nhỏ rọn các bạn thấy cưng luôn. Cái búa này giá của nó 200. Nó nặng 1,1 kg. Còn búa 4LBS nè. Đó. Cái này dính keo thôi mấy anh chú nha. Cái này dính keo thôi, giống cái gì gỡ ra luôn à. Nè, còn cây này nó mấy anh chú tha lô hàng này về nói chung là rất là đẹp luôn. Nè ha, nước sơn nó còn đầu búa chưa đóng ha. Hàng này 4LBS. 4LBS, búa này nặng 2,2 kg ha. Cái đầu này đầu chữ thập nè, đầu này phá tường nè. Nói chung nhà mình đó, để một cây rất là ok ha. Hàng này đổ keo. Cái này cá sợ thủy tinh nè, nó rất là đẹp luôn. Búa này là 250 một cây mấy anh chú nha. Hai em gửi cái này, chuyền tiền về cũng có số lượng nhiều. Đó. Búa cao su này còn có mấy cây nữa hết rồi. Đang cho thợ làm á. Đang cho thợ làm. Búa cao su nè mấy chú, mấy cái hàng này mấy chú xài cực kỳ. Mấy chú mà nào mà sửa máy á, sửa máy mà để nó không có bị mớp á, đa dỗ ra để lấy cái độ tưng á, này mấy cái búa này á là mấy chú rất là ok. Ha, cái độ tưng nó rất là cao luôn. Độ tưng nó cao mà xài nó cực kỳ bền ha. Cực kỳ bền luôn. Cái búa này á, phi của nó 80 nè, nó dài gần một tấc 2 ha, dài gần tấc 2 ha, cán nè. Đó. Cái này là tiện thủ công ha, mấy cái hàng này tiện thủ công cho nên mấy chú nhìn á có cái nó bị bọt vậy nè. Chứ còn độ bền, độ tưng thì nó rất ok. Cái này cái búa lớn này giá của nó là 150.000. Cây búa nhỏ đâu? Nhỏ hết rồi hả? Còn cây kìa. Nó còn cây đó. Cây phía trên đó. Rồi cây búa nhỏ, nhỏ này còn cây. Búa nhỏ nè. Búa nhỏ là phi, là phi 60 mấy chú nha. Đây. 60. Đó. 60 phi cái này giá của nó 100.000. Cái này mấy chú lót gạch á, thích hợp cho mấy chú lót gạch. Đóng đồ ok. Lót gạch á, độ tưng nó, độ đầm của nó ok luôn. Cái này 100.000. Đó, rồi. Mấy anh chú xem cái ưng cái số nào thì nhắn cho Tuyền ha. Tuyền cảm ơn mọi người đã xem kênh, ủng hộ xem kênh, thấy thích thì cho Tuyền xin một like ha. Và ai chưa đăng ký kênh mình đăng ký kênh để cập nhật cái video tiếp theo Tuyền đăng ha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Bye bye.